Hello mọi người, thì truyền thuyết kể rằng là ở Đà Nẵng có con rồng biết phun lửa với phun nước, cho nên là mình cũng lặn lội đường xa xa xôi đến đây. Thì hiện tại thì mình thấy nó đang phun lửa rồi. Đây, rồi nó phun lửa mệt quá thì nó chuyển sang nó phun nước cho nó giảm quả. Mình tính bắt con này về rồi nhưng mà người dân ở đó người ta cản lại, người ta không cho bắt. Thì thôi thì chịu phải biết vậy thôi, cho nên là đứng ở xa nhìn. Này, thì hiện tại không bắt được con này cho nên là em chuyển sang cái phương án thứ hai là em bắt cái con này đem về nhà để cho có quà cho ông ba. Thì hiện tại là ba em nó đang khui cái thùng chứa cái con này. Thì con này thì giang hồ đồn nó là con tết gu, thì nó ăn là ăn tạp, ăn thịt cá, ăn gì cũng ăn, rau củ quả gì, cái món nào nó khoái là nó ăn à. Đây, thì hiện tại thì em giang hồ đồn là nó là con cái, thì em bắt thêm con đực nữa là nó hai con được một cặp. Đây, mọi người thấy thì em ở Vĩnh Long thì có dịp mọi người đến em để mua rồng, thì em có bán cả rồng Nam Mỹ với mấy cái con này. Thì nói chung anh em có hàng nào cần thanh lý hay gì thì liên hệ em, số điện thoại cuối video.